Thưa quý vị, vừa bán được 20 con bò, đối tượng này đã góp 270 triệu đồng cùng bạn mua ma túy về để bán kiếm lời. Khi đang trên đường vận chuyển ma túy thì cả hai bị lực lượng chức năng tỉnh Điện Biên bắt giữ trên đường vận chuyển hàng cấm đi tiêu thụ vào hôm qua. Cụ thể khoảng 18 giờ tối qua tại khu vực km số 177, quốc lộ 12 thuộc địa phận bản Cò Chạy, xã Mường Pồn, huyện Điện Biên. Bộ đội biên phòng và cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, công an tỉnh Điện Biên bắt giữ hai đối tượng cùng một bao tải. Bên trong chứa 60.000 viên nén màu hồng là ma túy tổng hợp. Qua đấu tranh khai thác, hai nghi phạm khai nhận là Giàng Xeo Pà, sinh năm 1984, trú tại bản Nậm Xã, xã Mường Toàn, và Vừa A Sinh, sinh năm 1985, trú tại bản Nậm Pố, xã Mường Nhé, huyện Mường Nhé hiện vụ việc đang được phòng phòng chống ma túy và tội phạm bộ đội biên phòng điện biên mở rộng điều tra và hoàn tất hồ sơ khởi tố vụ án theo quy định